Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game. Rồi, thì chúng ta vừa mới kết thúc xong 6 bài trong khóa học mini về parkour. Và anh cũng đã update lại 6 bài học này với nội dung tóm gọn ở trên danh sách phát ở trên kênh Alien Game của mình. Bạn nào muốn xem lại để có thể làm những cái map parkour hay, để bạn có thể xem lại ở trong mục này nha. Đó, ở trên màn hình. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với những cái đoạn clip hướng dẫn về trigger nè, và những cái thắc mắc, những cái mong muốn của các bạn trong những cái clip của mình, trong những cái comment. Thì ngày hôm nay mình sẽ, như cái tiêu đề mình cũng đã biết rồi ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào để chúng ta biến hình thành NPC á, mà mình vẫn có thể sử dụng được công cụ hay là vẫn có thể tương tác khối vuông, ăn thức ăn này nọ. Thì cái này đa số là rất nhiều bạn biết rồi ha, nhưng mà cũng nhiều bạn chưa biết cái này, cho nên là anh hướng dẫn luôn, tại vì anh nhận được rất nhiều comment ở trên YouTube. Ok, rồi thì trước khi đến với phần hướng dẫn, các bạn nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe để đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Và có những cái thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới thì anh sẽ hướng dẫn các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần intro quen thuộc của chúng ta nào. Please. Rồi thì nói về cái biến thành sinh vật mà có thể tương tác khối vuông thì chúng ta sẽ có nhiều cách để thực hiện. Thì mỗi cái nó sẽ có cái lợi ích riêng và những cái mà chưa hay riêng của nó. Thì đầu tiên ha, đối với cái phần biến hình này thì các bạn lưu ý nha. Khi mà biến hình xong rồi thì mặc dù có thể sử dụng được những cái vật phẩm, những cái công cụ, nhưng mà nó sẽ không thể nào xuất hiện cái công cụ mình cầm trên tay. Thì một lát mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Còn cách thứ hai á, là cách nó đơn giản hơn. Và khi biến thành NPC hoặc là mô hình á, các bạn vẫn có thể thấy được cái công cụ mình đang cầm. Nhưng mà kèm với đó thì cái nhược điểm của nó sẽ là chúng ta chỉ chọn được một nhân vật thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Đầu tiên á, khi mà chuyển sang chế độ trò chơi ha, đó thì chúng ta sẽ được biến thành ông già này. Bạn ông này tên là Dr. Cyberbin gì đó, Cyber gì đó. Thì đây là một trong những NPC của Mini World thời gian gần đây trong cái một chủ đề Beyond ở trên thư viện mô hình. Đấy, thì đây là nhân vật NPC của mình. Và khi biến hình xong thì chúng ta cầm súng lên, đó nó sẽ hiện cái súng lên. Thì đây là cách thứ hai hồi nãy mình nói ha. Cách này thì các bạn có thể hiện lên cả những cái vật phẩm mà bạn cầm trên tay của mình luôn, như là kiếm, súng, đồ luôn, hoặc là đồ ăn này nọ luôn, để bạn thấy được. Cái cách này á, nó sẽ đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Nhưng mà nó sẽ bị một cái á, là các bạn sẽ chỉ chọn được một cái này cho tất cả người chơi thôi. Nó là cái hình dạng ban đầu ở trong một cài đặt nâng cao. Còn đối với trigger, khi mà các bạn biến hình, ví dụ như mình đi vô khu vực này ha, mình đã cài sẵn rồi nè, mình sẽ biến thành NPC này, nhưng mà lúc này mình vẫn có thể sử dụng vũ khí, vẫn có thể sử dụng súng, vẫn có thể tương tác khối vuông hay là tiêu diệt quái vật gì đó. Đấy, quýnh kiếm nè. Từ từ, trong đây nó lấp tàn hình rồi, không quýnh được luôn. Nói chung vẫn sử dụng được công cụ, tại vì đây chẳng lấp tàn hình, quýnh sao để được này. Đấy, vẫn quýnh được đó. Nhưng mà nó sẽ không hiện cái kiếm lên, cũng không hiện cái súng lên luôn khi mình cầm trên tay của mình. Bạn thấy không, đây là cái điểm chưa hay của cái này. Nhưng mà mình vẫn có thể biến thành NPC, hoặc là các bạn cũng có thể làm giống như trong con map Kai Battle hay là Hero Tank của mình cũng được. Làm những cái biểu tượng skill xong rồi không cần phải xuất hiện, mà trên mô hình của mình đã có sẵn skill rồi. Thì lúc này các bạn chỉ cần sử dụng đúng ô skill thôi, là cái animation hành động của con NPC các bạn tạo ra thì nó sẽ tự động kích hoạt luôn. Nè, ví dụ như mình vẫn có thể lít khối vuông nè. Đấy, lít khối vuông để bỏ hiệu ứng đó. Lít vô này để biến thành. Lít vô để bỏ. Đi vô đây để biến thành. Đó, là vậy là chúng ta có hai cách ha. Cách một là mình sẽ sử dụng cái mục góc và mình có thể nó thấy được những cái mô hình mà mình cầm trên tay. Còn cách hai á, là chúng ta sẽ sử dụng trigger và hiệu ứng. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không có những cái mô hình hay là những cái vật phẩm mình đang cầm trên tay của mình sử dụng. Ok, thì đó đơn giản là như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào nha. Rồi, thì ở cách đơn giản thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ cài đặt của game. Thì các bạn chỉ cần vô trong đây, chỗ mũi tên của mình, bấm vô. Các bạn vô phần cài đặt cơ bản, rồi các bạn kéo xuống phía dưới chỗ thuộc tính người chơi, các bạn chọn hình dạng ban đầu. Thì lúc này các bạn có thể, lúc này mặc định nè, các bạn bật lên nè, thì lúc này các bạn có thể chọn một cái mô hình nào đó mà các bạn tạo. Có thể là nhân vật nè, có thể là skin, có thể là DIY. Các bạn cũng có thể tự phối những bộ DIY mà mình đã mua có sẵn ở trong đây. Đó, nhiều lắm luôn nha, wow, rất là nhiều. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn NPC mô hình, như là ở đây mình không biết có con nào không. Đó, chẳng hạn như con này. Đấy, thì khi mà các bạn tạo xong thì nó sẽ được vô đây thôi, miễn nó là những sinh vật. Đây, chiếc xe tăng, thấy chưa. Nó sẽ có nhiều cách để các bạn có thể lựa chọn được. Đấy, và kích thước đồ luôn. Thì cái điểm mạnh của cái này á, là sử dụng đơn giản. Đó, các bạn chỉ cần chọn thôi, bấm OK vô, chuyển sang chế độ trò chơi thôi. Thì lúc này mình sẽ, khi mình bắt đầu game á, bất cứ người chơi nào vô phòng nó cũng sẽ hiện lên như vậy. Sau đó cầm súng, chọn mấy cái súng dưới đất má ơi. Đó, các bạn vẫn có thể sử dụng được súng, các bạn có thể sử dụng được kiếm. Đó, vẫn sử dụng được công cụ như bình thường. Thấy chưa. Cái này thì nếu như đối với những con NPC á, mà các bạn chỉnh nó có cầm vũ khí trên tay giống như con này rồi, thì những cái vũ khí đó, vũ khí mà các bạn cầm trên tay thì nó sẽ nằm tào lao, hay không các bạn thấy không, nằm dưới đất kìa. Đó, cái tâm của nó không đúng.
Thì cái này á, các bạn nên sử dụng áp dụng cho skin DIY hay là những cái nhân vật mặc định, hoặc là những con nhân vật NPC mà đã được game tạo sẵn, giống như là mấy cái con đầu tiên hồi nãy mình tạo. Còn đối với NPC như vậy nè, thì chúng ta nên sử dụng cái cách sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nhưng mà trước khi đến với cách đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái mục kia để mình nói kỹ hơn các bạn về cái nguyên lý hoạt động của nó. Đây, ở phần này xong rồi ha. Bất cứ cái nào cũng vậy, các bạn chỉ cần chọn mô hình thôi, miễn là có NPC là được. Nhưng mà cái này mình không khuyên dùng, cái này chỉ khuyên dùng cho những cái skin như vậy. Ví dụ bạn sử dụng mấy cái này đó, hoặc là sử dụng mấy nhân vật này, hoặc là phối đồ DIY là đẹp nhất, nói chung cái đó đẹp nhất. Và cái này cũng là một cái tip nhỏ cho các bạn, đó chính là khi mà các bạn làm những cái map mà xịn xịn á, các bạn cũng có thể sử dụng cái này để bạn phối những cái đồ DIY. Mình có thể gọi vui là hack skin. Ví dụ như một thành viên nào đó, bạn của mình không có cái skin đó đi, không có cái skin này đó, không có skin samurai này, cái mình chỉnh vô cái map mình vậy, khi mình bắt đầu cái người chơi đó đó, bạn mình đi vô phòng của mình thì bạn mình cũng sẽ được biến thành skin này luôn. Thì ở đây các bạn chỉ có thể chọn những skin mà bạn đã mua thôi nha. Đó, như là những cái skin này là những cái skin mình đang có nè, thì mình mới có thể cài đặt ở trong đây được. Nếu như bạn không chưa mua skin này, chưa mua những cái skin này thì các bạn sẽ không chỉnh được chỗ này nha. Ok, đó là cách đơn giản đầu tiên. Điểm mạnh là chúng ta sẽ sử dụng dễ dàng, đơn giản. Nhược điểm của nó là các bạn chỉ có thể chọn một mô hình hình dạng ban đầu cho một lần thôi, và chỉ một hình dạng duy nhất thôi. Và kèm với đó nữa là khi sử dụng cái này, các bạn mà sử dụng những cái mô hình mà các bạn tự build như vậy thì nó sẽ cầm vũ khí bị lệch tâm, nhìn không có đẹp, nó xấu. Đây là cách thứ nhất. Rồi với cách thứ hai thì chúng ta sẽ làm phức tạp hơn một chút xíu. Điểm mạnh của nó là các bạn có thể chỉnh được nhiều thể loại biến hình khác nhau, chứ nó không chỉ giới hạn vô một mô hình. Kèm với đó nữa là nó sẽ hiệu quả cho các bạn nào sử dụng những cái mô hình tự tạo giống như vậy. Tại vì lúc này á, thì nó sẽ không hiện cái vũ khí mình đang cầm trên tay của mình, các bạn hiểu không? Đó, thì nó sẽ sát với cái mô hình mà các bạn đang có ở trên con NPC các bạn tạo hơn. Rồi, thì để làm cái này, đầu tiên các bạn phải vô phần login cho mình. Tại vì á, đối với cái hiệu ứng biến hình này, các bạn phải lưu ý, đầu tiên chúng ta sẽ tạo phần trạng thái ở đây. Đó, ở đây mình có làm sẵn một cái hiệu ứng biến hình. Thì bây giờ để tạo như thế nào mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Đầu tiên các bạn bấm vô chữ thêm, sau đó các bạn bấm chữ tạo, tạo một lần nữa để chúng ta bắt đầu vào cái mục của mình. Thì chúng ta lúc này chỉ cần bấm vô dấu cộng lại thôi, xong rồi đặt tên là biến hình 2 đi. Ok, biến hình 2 nha. Ở biểu tượng này thì như cái bài hôm bữa mình hướng dẫn các bạn ở trong bài số 5 của khóa học mini bắt cua, thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm những cái trạng thái này rồi đó. Cho nên thì bây giờ mình chỉ hướng dẫn sơ lại thôi. Thì chúng ta chọn xong, cái này là biểu tượng, khi mà mình nhận hiệu ứng nó sẽ hiện lên để báo hiệu cho người chơi biết người chơi đang nhận hiệu ứng nào. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt thì các bạn chọn ánh sáng gì cũng được. Ví dụ mình chọn cái này đi, để nó xuất hiện một lần thôi nó mất, chứ các bạn cho nó hiện hoài thì nó sẽ lắc. Đấy, một lần thôi là biến hình, hiệu ứng biến hình. Âm thanh thì thêm cũng được, nhưng ở đây mình không thích, mình không thêm. Ở phần phản ứng này thì khi các bạn bấm thêm hiệu ứng, nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những hiệu ứng ở đây. Và các bạn bấm vô hiệu ứng đặc biệt. Lúc này chúng ta sẽ có cái thứ hai là thay đổi mô hình. Các bạn bấm OK, bấm sửa vô. Lúc này ở đây nó sẽ hiện, của các bạn thì hình như nó sẽ hiện con gà, còn ở đây là mình đã chỉnh con gà thành cái lá cây rồi, cho nên nó hiện cái lá cây này. Các bạn bấm vô đây. Lúc này các bạn có thể chọn một con sinh vật nào đó có ở trong đây. Ví dụ như mình chọn ông thương nhân đi. Đó, mình bấm vô ông thương nhân. Sau đó ở đây nó có hai cái, khi biến hình phải xem lại góc nhìn. Thì cái này khi biến hình là các bạn tự chuyển qua góc nhìn thứ ba luôn nếu như các bạn bật lên, còn không thì bạn tắt đi thì nó sẽ bình thường. Khi biến hình không thể sử dụng công cụ. Thì đối với cái login gốc hồi xưa mình làm á, thì cái này nó auto bật nè, cho nên mình không sử dụng công cụ được. Nhưng đối với cái trạng thái kết tầm này, mình tự tạo một cái trạng thái biến hình luôn, cho nên là mình có thể tắt nó đi để mình có thể sử dụng công cụ như bình thường. Sau khi tạo xong cái này, bạn bấm OK cho mình. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ qua phần thuộc tính. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh vô hạn lên cho cái trạng thái này của mình. Khúc này á, thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, tại vì cơ bản á, các bạn cần phải có trigger để kích hoạt cái này mà, đúng không? Thì khi sử dụng trigger thì mình có thể chỉnh thời gian trên đó rồi, nên cái này bạn cứ chọn mặc định cho mình là vô hạn đi, để mình dễ kiểm soát nó. Trạng thái có lợi hay có hại thì tùy các bạn chọn ha. Đó, ví dụ đây mình có lợi. Cấp ưu tiên như mình cũng đã nói ở trong cái bài số 5 của khóa học mini, thì ở đây khi mà các bạn chọn ghi đè thì nó sẽ nằm chung trên một mục. Khi mình bấm lên thì nó mới liệt kê những cái hiệu ứng mình đã nhận ra. Còn cùng tồn tại này á, thì nó sẽ xuất hiện nhiều cái hình hiệu ứng luôn, thì nó sẽ rối. Cho nên chúng ta tốt nhất là chọn ghi đè cho mình. Ở phía dưới nữa thì các bạn sẽ có một số cái mục để chúng ta lựa chọn. Thì ở đây các bạn hãy chọn cho mình là không xóa khi chết, nếu như các bạn muốn cái hiệu ứng đó nó duy trì hoài cho người chơi, đến khi người chơi kích hoạt cái trigger xóa thôi là được. Bật cái này lên là tốt nhất ha. Thì một lát mình sẽ nói kỹ hơn khi mình biến hình. Khi chủ động tấn công sẽ xóa trạng thái, hay là khi bị thương sẽ xóa trạng thái. Thì hai cái mục này chỉ áp dụng cho những bạn nào làm map PvP, kiểu như là những cái nội tại kỹ năng này nọ, thì các bạn áp dụng sao cho nó hợp lý và phù hợp với map của các bạn nhất là được.
Còn ở đây thì mình không chọn. Chủ yếu cái clip này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách để biến thành sinh vật và có thể tương tác thôi. Đến đây thì chúng ta bấm lưu lại và bấm thêm cái hiệu ứng đó vô. Đấy, đến đây chưa được nha. Sau khi làm xong cái hiệu ứng thì các bạn sẽ vào lại phần sinh vật cho mình. Lúc này nếu như cái hiệu ứng đó mình nhận thì mình sẽ biến thành ông thương nhân, chứ không biến thành một cái mô hình mà mình mong muốn. Cho nên là các bạn cần phải làm thêm một thao tác nữa. Bấm vô cái phần sinh vật một lần nữa nè, các bạn kéo xuống. Sau đó các bạn bấm tạo rồi bấm sửa cho mình nha. Lúc này các bạn chọn vô ông thương nhân. Đó, thì chọn ông thương nhân xong rồi thì các bạn sẽ bấm vô cái hình nè, để các bạn chọn cái mô hình mà các bạn mong muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn đại một cái mô hình nào đó đi. À, con nào ta? Ở đây mình có nhiều thứ lắm, nhiều sinh vật lắm luôn. Mình cứ chọn đại một con để mình ví dụ thôi ha. Lấy con này được, con này đẹp nè. Đó, kích thước thì tùy. Nói chung cái này các bạn chỉ cần sửa mô hình thôi, để cho nó biến thành con này thôi, rồi bấm lưu lại cho mình ha. Còn cài đặt chuyên sâu hơn con sinh vật đó như thế nào thì các bạn tự cài. Rồi, sau khi mà đã chỉnh cho mình xong cái trạng thái custom, sau khi đã chỉnh cho mình con sinh vật của ông thương nhân, cái sinh vật mà chúng ta đã biến hình, thì chúng ta sẽ bấm vào game một lần nữa để nó load lại tất cả dữ liệu mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa xong. Sau khi đã load lại những cái mình đã chỉnh sửa thì bây giờ các bạn vô phần trigger cho mình ha, để chúng ta cài hiệu ứng biến hình. Thì ở đây mình đã cài sẵn hai cái hiệu ứng. Đầu tiên là biến hình 1, là khi các bạn bấm vô cái lock bí ngô thì các bạn sẽ bị biến hình thành bạn nhân vật hồi nãy lúc đầu mình test á, các bạn mà đeo hai cái gậy bóng chày sau lưng. Bây giờ mình sẽ đổi cái hai này thành cái hiệu ứng mà mình mới vừa tạo. Thì khi người chơi vào khu vực biến hình nè, người chơi sẽ nhận cái hiệu ứng mà mình mới vừa tạo, là cái hiệu ứng biến thành ông thương nhân này. Lúc này thì các bạn có thể chỉnh thời gian tùy thích ha, chỉnh không này nó sẽ là vô hạn. Các bạn chỉnh 5, 10, 15 giây vẫn được, tùy các bạn ha. Rồi, sau khi mình chỉnh xong thì bên đây mình sẽ cũng có một cái gọi là xóa hiệu ứng đó, để các bạn test nhiều cái thể loại khác nhau. Thì lúc này các bạn có thể chỉnh đây để nó xóa cái hiệu ứng mà người chơi đang nhận. Thì mấy cái trigger này đơn giản rồi, bạn nào muốn thì có thể xem lại những cái đoạn clip ở trên cái danh sách phát trên màn hình. Đó là lớp học series trigger, ở trong đó có nhiều cái trigger nhỏ để các bạn có thể tìm kiếm và làm được. Ở đây thì chủ yếu mình sẽ nói về biến hình và sử dụng công cụ thôi. Rồi, thì đến lúc này, hiện tại thì trong cái map này, chỗ mình đang đứng ở đây thì mình sẽ có 3 thể loại biến hình. Đầu tiên là khi bắt đầu game thì mình sẽ tự động biến thành ông Dr. Cyberbin, là cái ông mập mập hồi nãy có cái tay người máy. Và cái thứ hai, khi mình bấm vô cái lốc khối vuông này thì mình sẽ biến thành cái bạn màu xanh dương đeo hai cái gậy bóng chạy sau lưng. Thứ ba là mình đi vô cái khu vực này thì mình sẽ biến thành con NPC nãy mà mình đã tạo. Và cái thứ tư là mình bấm vô cái lốc này để mình phá cái hiệu ứng mà mình đang nhận. Rồi bây giờ mình sẽ cùng test lại với tất cả các bạn nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ chuyển sang chế độ trò chơi. Mình sẽ bị biến thành cái con này chứ không phải là ông Cyberbin. Nãy lộn, nãy mình đổi rồi. Đó, mình sẽ biến thành cái con xương này. Và sau khi biến thành con xương này, khi mình bấm vô cái lốc vuông này thì mình sẽ biến thành bạn đeo hai cây gậy bóng chày sau lưng. Được chưa? Và khi mình vô khu vực này thì mình sẽ biến thành con NPC, ông thương nhân hồi nãy mình đã chỉnh mô hình. Và khi mà mình sử dụng những công cụ, đó, mình vẫn sử dụng được công cụ. Mình vẫn sử dụng được súng luôn. Mặc dù cái animation nó sẽ khác, đã vẫn bắn súng được. Mặc dù cái animation nó là chém nhưng mà nó vẫn bắn súng, tại vì mình đang cầm cái súng. Mình vẫn có thể tương tác với sinh vật khác được luôn, bằng cách là quýnh nó, bẹp, bắn nó, chém, được chưa? Mình cũng có thể đào lóc được luôn nha mọi người. Nhưng mà ở đây mình đang tắt đào lóc rồi. Và khi mình lít vô cái khối vuông bên đây, mình sẽ xóa hiệu ứng. À, hồi nãy mình chỉ cài xóa hiệu ứng của cái con kia thôi. Đó, mình chỉ cài xóa hiệu ứng này thôi, cho nên bấm vô này đó, nó mới xóa hiệu ứng. Và đây là hình dạng ban đầu của mình, hình dạng mà mình đã nhận hiệu ứng trong đây. Nó nhận hai cái một lúc luôn, các bạn thấy không? Khi mà các bạn bấm vô khối vuông này thì nó đang nhận hai hiệu ứng nè, tại vì hồi nãy mình chỉnh là vô hạn đó, cho nên là tùy các bạn muốn chọn như thế nào cho nó hợp lý nhất là được. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta có thể biến thành NPC và sử dụng công cụ. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói kỹ lên một lần nữa về cái phần này cho tất cả các bạn nha. Thì để biến hình thành sinh vật mà chúng ta có thể tương tác khối vuông và tấn công người chơi này nọ, thì các bạn đầu tiên các bạn phải làm cho mình một cái trạng thái custom ở đây. Và khi chọn hiệu ứng biến hình cho người chơi thì các bạn nhớ là cái chỗ này mình không được bật lên, nếu mình bật lên là mình không thể sử dụng công cụ được, các bạn nhớ phải tắt đi. Như vậy thôi là xong. Và khi mà chọn một con sinh vật ở đây, nó sẽ không cho mình chọn thẳng NPC mà mình tạo, hay là thẳng một cái mô hình mà mình đã build. Các bạn chỉ có thể chọn những con sinh vật gốc của game. Và để chỉnh những cái mô hình thành mô hình mình mong muốn thì các bạn sẽ vô phần login chỗ sinh vật này để các bạn sửa cái mô hình gốc đó thành cái mô hình mà các bạn mong muốn. Như vậy thôi là các bạn có thể biến được một cái mô hình và có thể sử dụng công cụ luôn. Rất là đơn giản đúng không nào? Và cũng nhớ là chúng ta vẫn còn một cách đơn giản hơn đối với những cái map nào mà các bạn làm cho tất cả người chơi cùng chung một nhân vật, giống như map chiến thần lạc hồng của mình. Khi bạn vô game rồi bạn sẽ biến thành KK, tất cả mọi người đều là KK hết. Thì các bạn có thể sử dụng cái cài đặt cơ bản ở đây, chọn cái hình dạng ban đầu cho người chơi và chọn cái mô hình ở đây là được. Ok, và đơn giản như vậy thôi các bạn, là các bạn chỉ cần làm từng bước theo cách mà hướng dẫn để các bạn có thể làm được một cái hiệu ứng trigger nè, hoặc là làm được một cái biến hình thành NPC, thành nhân vật, thành mô hình mà vẫn có thể tương tác được khối vuông. Rồi, và nếu như các bạn thấy hay, các bạn nhớ cho mình xin một like nè, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe để đăng ký chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai. Và nhớ là có những thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng tổng hợp và hướng dẫn các bạn trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa. Bye bye, see you again. Tạm biệt.